Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc tai nghe Bluetooth X2T. Đây, X2T. Thông số bên ngoài nó cũng ghi rất đầy đủ. Sản xuất tại Mỹ, Bluetooth 4.2, 2.4G. Đây, rất là nhiều các bạn muốn quan tâm sản phẩm có thể đọc bài viết của mình ở bên nick phía dưới video các bạn nhé. Đây, 6 giờ nghe liên tục 85mAh cho tai nghe Bluetooth này. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem bên trong nó có những phụ kiện gì. Đây, đầu tiên là hai chiếc tai nghe, ở dưới là sạc, túi. Đây là chiếc túi, túi này là bằng nhung, cáp sạc, ba đôi cao su, nhét tai cao su và tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đây, đầu tiên là đôi tai nghe. Vi này để chúng ta sạc nhé. Ngoài màu trắng thì bên mình cũng có màu đen, màu hồng. Các bạn nào mua có thể liên hệ với mình. Chúng ta để hai cái chấm đồng này vào, hai cái chấm đồng thế này. Đấy, chúng ta màu đỏ cái là đang sạc. Bên nào cũng được. Đây. Đấy, là đang sạc. Cái này nó có nâm châm nên là nó hút vào thôi. Chỉ cần thả vào nó hút. Bây giờ mình sẽ thử kết nối. Các bạn muốn bật lên thì các bạn chỉ cần bấm đi vào. Đây, nó sáng màu xanh đỏ nghĩa là nó đã bật Bluetooth. Chúng ta vào điện thoại, bật Bluetooth của điện thoại lên, sau đó tìm kiếm. Đây, X2T, chúng ta bấm vào kết nối. Khi kết nối thành công, nó sáng màu xanh. Đấy, nó nháy màu xanh này. Bây giờ mình sẽ thử mic của chiếc tai nghe Bluetooth này, xem nghe nó có hay không. Mình bật camera này. Ok, sau đây mình sẽ thử mic chiếc tai nghe này xem nghe có ổn định không nhá. Giờ mình thử vào camera, sau đó mình thử quay một đoạn clip xem là chất lượng âm thanh của nó tốt không. Alo 1234, alo alo 1234, alo alo 1234, alo. Rồi, bây giờ mình phải tắt cái Bluetooth này đi để các bạn nghe ra ngoài nhé. Đấy, nghe tuy xa nhưng mà nghe vẫn rất là rõ. Đấy. Đây là chiếc mic của chiếc loa Bluetooth này đấy. Bây giờ mình sẽ bật lên, mình sẽ kết nối hai cái tai nghe này vào với nhau cho các bạn xem. Khi chúng ta muốn kết nối hai tai nghe này với nhau thì chúng ta chỉ cần ấn nhì vào nút này cho sáng màu đỏ. Đấy, nó nháy hai cái cùng màu xanh như nào, chúng ta được bật. Bây giờ mình sẽ mở một bài nhạc trên YouTube. Nghe rất là to, bởi vì ở ngoài chúng ta đã nghe tiếng rồi.
ngoài là đang nghe tiếng rất là tiếng nhỏ nhỏ rồi. Chống nghe theo mình cảm nhận mình đã nghe thử rồi thì chống khá là tốt, chống khá là to và âm thanh khá là to. Cho mấy tai nghe các loại tai nghe Bluetooth khác thì loại này ổn định và nghe rất rõ, to, bass khỏe. Đây. Bây giờ mình sẽ thử thực hiện cuộc gọi sang cái tai nghe này. Tắt mất rồi. Tự động bắt máy khi chúng ta bấm vào nút cửa, chúng ta ngắt này, kết thúc cuộc gọi. Ok.